Biết ra, biết ra. Ủa cái giếp của tao dưới kia thôi, mày lửa giếp tôi quỳnh đi. Tao mượn giếp mày. Ở nhà đi, ở nhà đi. Tao mang phim vào đó đi mày. Đợi một chút. Mượn đi. Let's go. Ui giời. Má nãy thằng dưới nó dẫn đi cái đường này thấy cái đúng rồi, đường này đúng mà, đường này sai nè. Ai đúng chứ cũng đúng nha, cũng có đường. Dưới nó dẫn đi cái đường ở bên kia nè, đi đường ruộng á. À đúng rồi, đi đường đó á, không sai nào. Đi đi đi, đi phụ vô. Đường này. Ờ. Trời ơi. Dạ. Anh bạn à, cái này dẫn hồ muốn cua được sớm. Ok, biết, im lại. Không sửa. Biết. Bây giờ ta đem chi trái chanh. Biết. 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 Sao con nó hiền vậy? Biết. Bà Nemo. Bán con người ta mém hai chục triệu. Chó này hù hết. Cầm đá, cầm đá, cầm đi, cầm đi. À cầm đá ấy lỏng trời. Dạ nhá, ta giá rồi mà mỡ ta giá rồi. Cầm đá nè. Đâu sửa viên lượng chậm vậy. Bình tĩnh nè. Biết. Biết. Phải cầm đá lên mới chịu. Cắt khung chó đi nha. Cắt đi.